Chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 8 tháng 9 và nhận định thị trường ngày 9 tháng 9 năm 2021. Hôm nay là một phiên mà thị trường giảm điểm với khối lượng thấp anh chị nhé. Thì với cái điều chỉnh giảm điểm và khối lượng thấp đó thì thị trường hiện nay đang diễn ra như thế nào? Đúng không ạ? Và có an toàn để nắm giữ các cổ phiếu hay không? Và cái chiến lược giao dịch hiện nay là như thế nào? Và một số cái cổ phiếu và cũng chia sẻ các anh chị lưu ý theo dõi vì hiện nay nó đang test cung cũng sắp chạy rồi. Thì cái cấu trúc của phân tích của mình thì bao giờ cũng như chị cũng thấy là bao giờ sẽ đi theo theo nguyên lý đi từ tổng quát cho đến chi tiết, từ top top down đấy, từ mạnh đến yếu, từ tốt đến xấu đó, từ tổng quát thì là thị trường chung, thì bao giờ sẽ đi thị trường chưa bằng các cái chỉ số index. Sau đó chúng ta sẽ quan tâm các phân tích các cái dòng cổ phiếu mạnh, các cổ phiếu mạnh và phân tích cả các cổ phiếu yếu nữa. Thì với các cái cổ phiếu mạnh, các cái dòng cổ phiếu mạnh này thì chúng ta sẽ xác định lại, xác nhận lại cái nhận định thị trường bằng cái chỉ số index. Thì đầu tiên là đi vào thị trường thì các anh chị sẽ thấy rằng là hôm nay là một phiên mà VN Index là giảm điểm nhé. Giảm điểm, rung lắc trong phiên và giảm điểm, giảm 0,6%. Khối lượng thì lại khá là thấp anh chị nhé. 596 triệu cổ phiếu. Thì nó ở mức thấp đấy, so với khoảng 7-8 phiên trước đây là nó ở mức khá là thấp. VN30 thì giảm 0,7%. Và khối lượng thì cũng ở mức rất là thấp nhé. HNX Index thì vẫn tăng điểm màu xanh nhưng mà kéo lên lên và kéo xuống. Up Index thì là giảm 0,4%. Thì cái điều gì diễn ra trên thị trường thì như anh chị cũng thấy là phân tích và khi thị trường bắt đầu đáy của cái ngắn hạn gần đây nhất là ngày 24/8 thì chúng ta bắt đầu quan sát rồi và chúng ta cũng chia sẻ cái quan điểm và chúng ta sẽ quay lại thị trường từ cái ngày 30 này này. Nhưng mà chúng ta xác định là đây là một cái giai đoạn đoạn mà nó là mang chất là hồi phục và sideways và chủ yếu tham gia những cái dòng cổ phiếu mạnh thôi. Thì từ đó đến nay thì nó vẫn duy trì trong một cái xu hướng hồi phục anh chị nhé. Thì với hai cái phiên điều chỉnh này thì hôm qua thì khối lượng lớn hơn một chút thì hôm nay thì khối lượng nhỏ thì như thế này cũng chưa vấn đề gì cả nhé, chưa vấn đề gì, nó vẫn là trong một cái tiểu xu hướng đi lên anh chị nhé. Nếu mà xét theo cái để tìm cái ngày bùng nổ theo đà theo cái phương pháp Kaslim á, thì chị thấy cái ngày này là ngày thấp nhất này và kéo lên, đây là ngày số 1 này, 2 3 4 5 6 7 thì đây là ngày số 7 rồi nhé, nó là ngày số 7. Thì nếu mà nó duy trì khoảng một vài phiên tới mà có những cái phiên mua vào mạnh thì chúng ta sẽ có thể tham gia mạnh hơn, còn không có bây giờ chúng ta có thể đánh với chiến lược đánh các cổ phiếu ấy thôi, các cổ phiếu kiệt vốn thôi anh chị nhé. Chúng ta tham gia ở những cái giai đoạn mà thì cổ phiếu nó tích lũy, nó kiệt vốn, nó hoặc là nó test cung, tức là nó test cái lượng cung sợ hãi bán ra mà không có thì cổ phiếu nó sẽ có những cái nhịp hồi và chúng ta sẽ có những cái lợi thế về để mua, vẫn là cái chiến lược như vậy nhé. Thì cái nhận định ở đây á, thì phiên hôm nay là một phiên gọi là giảm điểm, tuy nhiên là khối lượng thấp thì nó cũng bình thường, không vấn đề gì cả nhé. Vẫn trong cái nhận định của chúng ta là một cái xu hướng là sideways anh chị nhé. Đó đây này, VN30 này thì các cổ phiếu VN30 thì nó tăng điểm ít hơn cho nên là nó yếu hơn, nó đang rất là gần cái đáy cũ. Tất nhiên là chúng ta mua thì chúng ta phải ưu tiên các cái dòng mạnh và chúng ta phải quan sát đi anh chị nhé. Nếu mà nó thủng những cái, nó test thủng những cái mức như này này là chắc chắn là nó lại có một cái nhịp rơi rất là mạnh đấy nhé. Thì chúng ta lưu ý cái đấy. Nói chung là mua các cổ phiếu chiến lược ở đây là mua các cổ phiếu kiệt vô là các cái dòng mạnh test lại, các điểm test lại. Đấy thì chẳng may mà thị trường nó điều chỉnh thì chúng ta vẫn an toàn bởi vì chúng ta mua các cổ phiếu gần như nó đã rũ và nó test lại rồi. Thì lát mình sẽ chia sẻ cái danh sách các cổ phiếu đó anh chị nhé. Đó thì là cái chiến lược ở đây á, là chiến lược vẫn là chiến lược đánh các cái cổ phiếu kiệt vôn nhé. Thì hiện nay các cái dòng cổ phiếu đang hoạt động ra sao anh chị nhé? Thì cái ngày mà chúng ta thấy nó là đáy ấy, gần nhất là ngày 24/8 nhé, thì chị có thể thấy là đây là đây, mỗi một cái đường này là đại diện cho một cái nhóm cổ phiếu này. Thì các anh chị thấy một số nhóm cổ phiếu từ đó tăng rất là mạnh này đấy, như khai khoáng này, vận tài biển, dịch vụ tài chính này, thép này cũng là dòng mạnh này đấy. Thì những cái dòng mạnh thì các anh chị nhìn thấy bao giờ vị thế nó rất là cao, trục của nó phía phía trên cao này và cái xu hướng lên nó rất là rõ nét anh chị nhé. Đấy mấy cái dòng mà chạy cũng tương đối với dịch vụ vận tải này, điện này, cao su, thủy sản, bán lẻ ở cấp trung thôi nhé. Ví như là banh thì lại yếu, banh này dầu khí hóa chất các thứ thì lại yếu rồi nhé, dệt may cái thứ yếu rồi, công nghệ bảo hiểm thì cũng ở mức chung nhé, trên dưới chung một chút anh chị nhé. Thì chúng ta đánh nhé thì ưu tiên những cái cổ phiếu mà từ cấp chung này trở lên này nhé. Chúng ta chọn các cái dòng thì mình vẽ cái gì vào đây cho anh chị nhìn nhé.
Đấy thì các anh chị ưu tiên các cái nhóm này này. No view nhé. Chết. Chết. Các chị chờ một chút ở đây đây, xin lỗi. Save view và no view. Đấy thì chị ưu tiên các cái dòng phía trên này này. Nhé, đánh những cái điểm mà cổ phiếu kiệt vốn á thì nó sẽ an toàn nhé. Có thể là no supply hoặc test for supply xong rồi thì chị có thể tham gia thì nó sẽ an toàn nhé. Đầu tiên những cái cổ phiếu, những các cái dòng này thì mình sẽ đi phân tích cho các anh chị theo các cái chụp. Thứ nhất là các cái cổ phiếu mạnh nhất này, thì cái này Excel hôm nay mình mới update lại cái format một chút thì anh chị xem sẽ dễ hiểu hơn đấy, tiện dụng hơn. Thì thứ nhất là các cái cổ phiếu tốt nhất thì anh chị có thể theo dõi vì nó khá là nhiều nhé. Thì mình xem như vậy, Excel mình sẽ lướt qua một chút các cổ phiếu bùng nổ và mình sẽ review các cái cổ phiếu theo yêu cầu của các anh chị nhé, và chia sẻ cho các anh chị một số cổ phiếu kiệt cung nhé, một số cổ phiếu mà cho cái điểm mua bùng nổ trong phiên ngày hôm nay và một số cổ phiếu nên quan sát. Nên quan sát ở đây thì nó sẽ chia làm hai nhóm nhé, một là nó đã là cạn đấy rồi, cạn cạn cung rồi, hoặc là nó test, nó đã test cung nhé, nó là một cái thanh test cung. Đúng. Đây nhá, thì cái nhóm đây anh chị xem file Excel, file này mình update một chút rồi nhé, thì lát sẽ gửi cho anh chị ở trong cái nhóm Zalo các anh chị quét cái QR code hoặc xem phía dưới á nhá. Thì ở đây là mình đang update thêm một số cái code này, cái cổ phiếu bùng nổ, cổ phiếu kiệt vôn này mình cũng có cập nhật một chút này nhé. Cổ phiếu bùng nổ thì hôm trước thì mình để nó hơi lỏng, thì một số anh chị là có ý kiến rằng cho nó chặt chẽ hơn một chút, tựa cho nó giống thật hơn một chút. Hôm trước mình để nó cái sàng hơi rộng, nhưng chặt lại một chút rồi nhé. Các cái cổ phiếu kênh trên xu hướng lên này thì mình cũng chỉnh lại một chút và có cái danh sách các cổ phiếu cho các anh chị theo dõi. Cái cột này này, cái cổ phiếu này mình nghĩ là nó cũng rất là hay đấy, cái cột này này đa phần là nó rất có no supply rồi và nó test for supply, thì những cổ phiếu này thì cơ bản nó sẽ sắp chạy nhé. Thì đây là các cổ phiếu mạnh nhất, thì chị vào đây này mình cũng có thay đổi rồi nhé. Đấy thì đây là những cổ phiếu mạnh nhất này, đấy nó sẽ ở những cái nhóm mạnh nhất nhé. Ví dụ một số cổ phiếu bất động sản này, vận tải thì yếu hơn rồi nhé anh chị nhé, và chất của một số cổ phiếu khai thác than thì vẫn tương đối này, thép một số cổ phiếu này, vận tải biển này, và xây dựng. Đây là những cổ phiếu rất là mạnh nhé, chứ không phải là những mạnh thông thường đâu, bởi vì nó là những cổ phiếu có dòng tiền vào anh chị nhé. Những cổ phiếu này này ngoài cái việc nó hoạt động rất là mạnh, nó còn có dòng tiền vào, tức là rất rất mạnh nhé, rất mạnh đấy đó. Thì các anh chị có thể tham gia tham khảo ở đây. Các cổ phiếu bùng nổ ngày hôm nay ấy, thì nó khá là ít anh chị nhé, nó chỉ có một số thôi nhé, rất là hôm nay rất là ít cổ phiếu bùng nổ, chỉ có một số cổ phiếu như SRT này, phần mềm này, SSI này, cổ phiếu VIX này, này được coi là bùng nổ này, TGG này, TCO, NVB này. Thì mình sẽ xem ở trên Ami Broker nó sẽ dễ hơn nhé. Đấy, trước thì đây trước thì mình đã có hai cái loại bùng nổ, một cái loại bùng nổ mà yêu cầu vừa vừa á, thì là breakout chữ thường anh chị nhé. Đây sau đó thì một số anh chị bảo là nó hơi cháy thì mình cho nó lên, có hai loại luôn đây anh chị nhìn đây. Nay chỉ có một số cổ phiếu ít thôi nhé, ví dụ như cổ phiếu này thì đang chạy rồi, TG này, đấy, VIX này nhé. À, hôm nay nó không có khối lượng nhưng mà nó trần rồi nhé, nó trần rồi thì thông thường nó sẽ có khối lượng. MSH, MSH này, dòng ma may sông Hồng này này, chạy khá là ổn nhé, nó chạy khá là ổn. KM nhé, anh chị nhé, KM thì hôm nay cũng tăng mạnh nhưng nó không có khối lượng thôi nhé. Thì thông thường nó tăng mạnh thì mình cốt là để cho nó là bùng nổ, mình không cho khối lượng vào vì sợ là nó sẽ lọc mất các cổ phiếu, ví dụ như các cổ phiếu mà trần hoặc là giống như kiểu là cầu thì rất là lớn nhưng mà cung không có, cho nên là mình cái mà khi mà tăng mạnh thì mình ưu tiên về phần giá, không ưu tiên về phần khối lượng. Đấy, SPI này, SGT này, SGT này mua vào rất tốt này, công nghệ Sài Gòn nhé. NVB tăng mạnh nhưng hôm nay không khối lượng nhé, tăng mạnh. SSI thì tăng mạnh rồi đúng không? Đấy nó rất là ít, hôm nay rất là ít, hôm nay phiên thị trường điều chỉnh rất là ít các cổ phiếu bùng nổ anh chị nhé. Và nếu tìm các cổ phiếu mà cho điểm mua bùng nổ trong phiên hôm nay á, thì cơ bản là nó chỉ có cổ phiếu này trên này, MSH này này là cổ phiếu cho bùng nổ, cho không mua được mua bùng nổ trong phiên này anh chị nhé. Đó thì nó là duy nhất cổ phiếu này là cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ trong phiên. SGT này có thể tham khảo được nhé, để tham khảo được. Tất nhiên là chiến lược của đoạn này của chúng ta là chúng ta không nên mua những cái điểm nổ nhé,
Bởi vì khi mà thị trường nó loanh quanh sideways á, thì khi mà chúng ta mua những cái cổ phiếu điểm nổ như này này thì có thể phiên sau nó lại rũ xuống, nó test lại nhá. Ví dụ rất nhiều cổ phiếu mà giai đoạn sideways như này nó sẽ test lại anh chị nhé. Ví dụ như anh chị thấy, ví dụ kể cả Nam Long nhé, điểm mua bùng nổ rất đẹp, rất xịn luôn, nhưng mà nó vẫn test lại này đấy anh chị nhé. Và thứ hai là đánh giá các cổ phiếu theo nhóm ngành nghề nhé, thì mình sẽ đánh giá một số những cái nhóm ngành nghề mà các anh chị quan tâm nhiều nhất. Nên mình mới làm thêm một cột dòng tiền vào đây nhìn cho nó rõ nét anh chị nhé. Đấy thì nhóm bán lẻ tổng hợp bao giờ nằm trên đầu này thì nó cũng đang kiệt vôn rồi nha anh chị nhé. Ví dụ như lại pet này, thế này bán ra nhưng không có khối lượng là kiệt vôn rồi. Chung là nó cũng tương đối an toàn, chúng ta theo dõi có thể nó sắp chạy tiếp nhé. DGW cũng thế này, đây là một uptrend này, hôm nay là một phiên cũng là nó là no demand, hôm nay là nó sẽ no demand nhưng mà không vấn đề gì nhé, nó vẫn cái xu lên được. Thế Di Động nhé, Thế Di Động thì sau mấy phiên mà các anh chị thấy kiệt khối lượng này, đây là hai phiên test xuống này đấy, thì đây là hai cái thanh hôm nay bản chất nó là một test for supply đấy nhé, thì cơ bản nó cũng đang rất là cân bằng đấy, nó đang cân bằng đấy. Bất động sản thì một số cổ phiếu nó vẫn lên này, như VCR này, VDC này, cái này thì tích lũy lại này, tích này thì cũng tích lũy lại nhỉ các chị nhé. Thì có sau khi nó từ này nó lên á, nó rơi hai phiên này có thể nó sẽ tích lũy lại ở đây nha, nó sẽ tích lũy lại ở phía trên này thôi, không vấn đề gì đâu. Nếu anh chị mua những cái điểm mua đúng đúng mua những cái điểm mua đúng á, hoặc là nếu không mua đuổi á, mua những cái điểm test thì lại rất ok nha. Ví dụ anh chị mua cái điểm test đây này đấy thì lại rất ok, cho nên giai đoạn này chúng ta hạn chế mua 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 đuổi mua cổ bùng nổ, mà chúng ta mua ở những cái điểm test. Sau khi mà chúng ta mua các cái điểm test mà ngon, mà cổ phiếu mà nó chạy mà nó bùng nổ lên vượt nền á, mà nếu nó thực sự nó ngon mà bùng nổ breakout thuyết phục á, thì chúng ta tiếp tục nắm giữ, còn không có chúng ta có thể đánh ngắn để chúng ta chốt lời anh chị nhé. Đấy. Số cổ phiếu như KBC này vẫn ổn này đấy, thậm chí nó không tích lũy đâu, nó chỉ chỉnh nhẹ nó lên luôn này đấy, thì nó lên đấy anh chị nhé. NTL nhé, thì hôm nay là một phiên mà cũng là test cung nhé, rũ xuống kéo lên anh chị nhé, rũ xuống kéo lên nhé. Đây là cái nền cũ nó kéo lên này, nền thoát nền này, ba phiên rũ xuống này, rũ xuống kéo lên thôi nhé, vẫn ok nhé. Đấy, đích thì thế này, đích ok này. Đấy. Còn cổ phiếu bất động sản thì nó tích lũy lại anh chị nhé. Đấy, KDH thế nhá, đây là bùng nổ này, chưa vượt nền này. Các anh chị thấy cái mũi tên này không phải lo ngại đâu, bởi vì do là thị trường chung này nó rơi thủng MA20 nhé. Nãy chia sẻ với anh chị là cái thị trường chung á, hôm nay đối với VN Index á, VN30 thì nó vẫn chưa vượt lên cái đường MA20, cái đường màu đỏ ở trên này, phía trên này. Nhưng mà VN Index thì hôm trước nó vượt lên rồi nhé, được hai phiên lên, nó rụng xuống ở đây thì chúng ta vẫn theo cái nhận định là thị trường sideways thôi. Tất nhiên nếu thị trường trong giai đoạn uptrend á thì chúng ta cần nó phải trên MA20, nhưng mà trong giai đoạn sideways thì chấp nhận cho nó dưới MA20 không đề gì nhé, chúng ta vẫn đánh theo kịch bản sideways mà anh chị nhé. Đấy, tiếp này. Đấy, HTG thì cũng kiệt khối lượng nhé, không vấn đề gì, cùng lắm nó rút bỏ ở đây thôi, nhưng mà mình nghĩ nó cũng khó khi ít khối lượng như này, là cái lượng cung của nó ít đi rồi, không vấn đề gì đâu. Nói chung là bất động sản để tích lũy lại nhé, một số cổ phiếu phía sau này thì xấu hơn thì không quan tâm, như cổ phiếu trên thì đẹp hơn. Đấy, công nghệ thông tin này có CMG này mà đi lên này anh chị nhé, ổn nhé, chả vấn đề gì. Anh chị thấy nó từ đây nó chạy này, nó liên tục là trên MA10, nó có dưới MA10 phát nào đâu, đúng không? Đây là điểm mua bùng nổ của nó này. Đây mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu các điểm mua bùng nổ, vì rất nhiều người không biết điểm mua bùng nổ là gì. Điểm mua bùng nổ nó là một điểm mua tiêu chuẩn ở trong cái phương pháp Keslim, tức là tại những cái điểm mà nó vượt khỏi các cái mức kháng cự cũ, vượt nền ấy, thì khối lượng vào mạnh nhé. Nhiều người thì rất là sợ mua ở đây vì bảo là mua đắt, nhưng thực ra thì cổ phiếu phải đắt thì nó mới lên được chứ, cổ phiếu rẻ làm sao nó lên giá được, đúng không? Chúng ta mua là chúng ta kỳ vọng lợi nhuận, chứ chúng ta có mua bởi vì cổ phiếu rẻ đâu. Rẻ hay đắt là do quan điểm của cái người mua cổ phiếu, chứ không phải là, đúng không, chứ không phải theo công thức đâu, đúng không anh chị? Cho nên là chúng ta phải phải mua tại những cái điểm mà nó hiệu quả và nó chạy nhanh nhất. Đấy. Đấy. Đang cái gì nhỉ, đang đây CMG này, tiếp này ITD nhé, ITD thì khối lượng nó kiệt rồi này, không vấn đề gì anh chị nhé, nó khối lượng kiệt rồi nhé, sắp chạy nhé.
SGT nhé, SGT này bùng nổ nhé, nên điểm mua nhé, nên điểm mua bùng nổ đấy. SRA này thôi bỏ qua. FPT nhé, FPT thì có một phiên bùng nổ khối lượng thấp này. Test lại nhé, này test lại nhé. Vẫn an toàn nếu anh chị nào mua nó qua em kia thì vẫn chưa vấn đề gì. Bảo hiểm là cái dòng khá là tốt này. Nếu mà chúng ta nhìn ở trong cái đồ thị này thì anh thấy là anh chị thấy là bảo hiểm nó đang nằm ở vị trí này này. Nhưng nó vẫn mạnh hơn thị trường chung bởi vì VN Index của các anh chị nó lít tiếp chỗ này này có 2,7% thôi, với lại VN30 có 1,6% thôi. Kể từ ngày 24/8 mua ra bảo hiểm thì nó mạnh hơn, nhưng nó ở nhóm chung đó, ở nhóm cấp chung nhá, nhóm chung. Đấy. Big này ok này anh chị nhé, sau mấy phiên bùng vượt nền, đây là phiên bùng nổ vượt nền này. Nếu các anh chị xem lại các clip của mình chia sẻ trước thì đều bao giờ có những cái điểm mua bùng nổ thì mình đều chia sẻ. Tất nhiên là phiên đó có thể mua lấy vị thế cho đầy đủ, hoặc chúng ta có thể những cái điểm mua sớm hơn. Các anh chị nhìn này, khối lượng nó kiệt như thế này mà đúng không? Đây này khối lượng không có như này. Đấy, khối lượng không có đây. Ok anh chị nhé. Chúng bảo hiểm này cũng được nhé, bảo hiểm này cũng tương đối. Đó, trong chứng khoán nhé, trong chứng khoán nhiều người quan tâm trong chứng khoán hôm nay thì APG thì nó là vẫn bình thường như này, vẫn duy trì xuyên lên được. Đấy, cổ phiếu AS này lên được này. APS này nó lên được này. VDS lại lên được anh chị nhé, không vấn đề gì. VCI nhé, thì hôm nay rút xuống, rút kéo lên nhé. Hôm qua là điểm bùng nổ nhé, chả vấn đề gì nhé. Ok. GBS này thế này. Ok, nhưng hôm qua mua vào nay và ra khối lượng thấp, không vấn đề gì anh chị nhé. Ồ. Nhưng chứng khoán này thì vẫn ổn. CTS thấy không vấn đề gì. Cổ phiếu này đều vẫn có lên lên được nhé, hoặc là tích lũy anh chị nhé. FTN thế nhé, sau mấy phiên kéo lại thì nó điều chỉnh khối lượng thấp, chả vấn đề gì. Nói chung dòng chứng khoán nó ok nhé. Mình sẽ đi về cái dòng dịch vụ vận tải cho anh chị, vì một số anh chị hỏi một số cổ phiếu TCL này thì chạy không nói nhé, đúng không? HAH này thì vẫn là bình thường nhé, bùng nổ này xong hôm nay phiên điều chỉnh nhé, rút lên đóng lên ở giữa nhé, khối lượng bình thường không vấn đề gì. SKG vẫn xu thế lên tốt anh chị nhé, vấn đề gì đâu. DXP này thì DXP thì tích lũy thêm nhé, bởi vì nó này nó thủng lại cái đường MA20 rồi, đường đỏ bên dưới này tích thêm. SGP nhé, SGP thì bùng nổ, đây là bùng nổ này, kéo lên điều chỉnh không vấn đề gì đâu, chưa vấn đề gì. Dòng dòng dịch vụ vận tải thì mới điều chỉnh nhưng mà chưa vấn đề gì. ILV cũng thế nhé, kể cả GMD là có anh bạn nào hỏi ấy. Thông thường như này, các bạn thấy là anh chị thấy là nếu ở đây nó là một cái nền này nhé, tất nhiên là khi mà chạy như này thì phiên hôm nay này nó lên trên, lên ở phía trên của MA10 thì đẹp hơn, từ trên đường màu xanh ấy, tuy nhiên phía dưới nhưng mà khối lượng nó rất là thấp anh chị nhé, thì nó cũng không vấn đề gì đâu nhé. 2 hôm trước là bán ra thôi nhưng nay cũng không đề gì. TCL lại thế này cũng không đề gì nhé, vẫn ok. Rồi VCS thì này check out nha anh chị nhé, hôm trước bảo là cái cổ phiếu này này thì nó lên được bởi vì nó bắt đầu nó kiệt vốn cân bằng rồi, tuy nhiên thực ra thì nó vẫn có một cái lực cung ở phía trên này anh chị nhé, cho nên là đây nó sẽ có những cái, này là một phiên check out nhé, vẫn ok thôi nhé, có thể nó sẽ tích lũy lên quanh nó vẫn lên được không đề gì. Cổ phiếu có check out này là tốt đấy nhé, không phải là không đâu, bởi vì chứng tỏ là nó rút xuống cho thủng đây, nhưng mà có thủng ở đâu, chả có lực cung ra, không có lực cung ra thấp đúng không anh chị, nó vẫn lên bình thường, nhưng ở dưới này thì yếu hơn nhé về và chất cơ bản nhé. Đấy, VNP này vẫn lên này anh chị nhé, hôm trước có khuyến nghị với anh chị là cái điểm mua của nó, điểm mua bùng nổ này, đây là điểm mua bùng nổ nhé, đây là các cái điểm mua, đây là các cái điểm mua no supply nhé, đây là phiên khung cung nhé, đây là phiên test cung nhé anh chị nhé, đấy rất là đẹp. DPR thế nhé, vẫn ok nhé, khối lượng kiệt như này thì vẫn ok nhé, không đề gì đâu.
nó vẫn đang xu thế lên mà. Đấy, DDV lại thế này, xu thế lên nhé. Đấy, PLC thế này, bùng nổ gần nền này nhé anh chị, nhìn đây là cái điểm bùng nổ gần nền của nó này. Đây mình sẽ vẽ cho các anh chị xem đỡ sợ mua cổ phiếu bùng nổ gần nền đúng không. Đấy thì lên đây nó tích lũy thêm thôi, để gì nhé, đẹp quá chứ cũng đẹp. CSV vẫn bình thường nhé, vẫn ok. Đấy, GVD cũng thế này, vẫn xuống lên nhé. DRI cũng thế nhé, DLP cũng thế nhé. Một số cổ phiếu than nhé anh chị nhé, sau khi nó chạy nhé thì hôm nay sáng nó rơi xuống lại kéo lên khá tốt nhé, vẫn ok, nói chung vẫn ok. Của cái này vẫn ok này, của cái này thì phiên bán ra này khá mạnh này, cái này rút chân lên này chưa vấn đề gì anh chị nhé, ok. Cái than này vẫn ok nhé. Ngân hàng nhé, ngân hàng thì mấy cổ phiếu này thì vẫn ok này, NBB này thì vẫn đang chạy này. Mấy cổ phiếu bên dưới này thì nó sẽ cần test lại hoặc tích lũy thêm anh chị nhé. Cổ phiếu ngân hàng thì chưa nên tham gia vội đâu. Mình thấy là cái phiên mà nó hôm qua nó bùng nổ thấp á, thì có thể nó sẽ vẫn test lại nhá. Thì hôm nay bản chất nó là phiên test lại này nhá, thì chúng ta cứ bình tĩnh thôi nhá. Cổ phiếu ngân hàng này nó phải rũ bỏ thì nó mới là cơ hội tốt hơn nhá. Nó rũ bỏ mà không chết thì mới là cơ hội tốt hơn, chứ nó cứ đi lòng vòng ở đây xong nó bùng nổ nhẹ nhàng đây cũng khó chơi lắm. Trong dòng ngân hàng này thì nó sao thêm thực phẩm nhé, mình sẽ phân tích mỗi hôm chọn một vài dòng thực phẩm này, ví dụ AV này lên này, BNA chị thấy đúng không, vẫn lên bình thường nhé. Hôm trước có chia sẻ với anh chị đấy là cổ phiếu cũng đây để mua bùng nổ này, đây để mua cạn cung này nhé anh chị, đây để mua cạn cung này, để mua bùng nổ vấn đề gì nhé. Đấy, ghiu lệnh thế này, ghiu này hôm chia sẻ với các anh chị này đúng không, một nhịp rũ này, test cung này, đi lên thôi nhé, chẳng đề gì. Đây là cái điểm mua, đây là cái điểm mua test cung nhé. MC thế vẫn xu thế lên nhé, thực phẩm phải lên khá là tốt anh chị nhé. Đấy, DVC thế này vẫn lên nhé. QNS này thì thủng MA10 rồi thì nó sẽ cần thời gian để nó tích lũy lại nhé. Chúng ta khi thủng MA10 này thì nó sẽ cần thời gian, thì chúng ta khi thủng MA10 chúng ta nên bán cũng được nhé. Ok anh chị nhé. Về thép này thì vẫn ok thôi, hôm nay lên tiếp nhé, thì là HMC ok này. Hoa sen này, hoa sen nó chưa điểm mua bùng nổ này, các anh chị có thể xem lại clip trước mình chia sẻ đây bùng nổ này. Đây là một điểm điều chỉnh này, tiếp tục đang bùng nổ lại này. Đấy, thì nó có thể nó không còn tích lũy, nó vẫn chạy thôi nhé. Nó ok anh chị nhé. Đấy, TNS ok này. HMC này ok này. Đấy, SHI này thì yếu hơn nhé, cổ phiếu này yếu nhưng khối lượng nó thấp dần rồi nhé, nó vẫn ở trong cái vùng sideways của nó thôi nhé. Ok anh chị. Thì anh chị chi tiết anh chị xem một cái fact share này, mình nghĩ nó cũng khá đầy đủ đấy. Thực ra anh chị nếu mà đang nắm giữ những cái cổ phiếu nào là cổ phiếu mạnh nhất á, thì là yên tâm nhé, trừ khi nó chạy nước rút thì chúng ta nên bán thôi, còn lại thì những cổ phiếu trên MA10 nhé, thì anh chị nhé, thì đều là những cổ phiếu rất là tốt nhé. Cổ phiếu trên MA10 đều những cổ phiếu tốt. Anh chị có thể lọc thêm một cái trung bình ngành nữa nhé. Trung bình ngành là lớn hơn là vàng 4% đi. Bây giờ mấy cổ phiếu VN Index VN30 là có 2,7 thì chúng ta lấy 4% đi. Đấy các anh chị thấy những đây những cổ phiếu rất là mạnh này nhé. Đấy. Về cái nội dung mà cái cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ trong phiên nhé, thì hôm nay chỉ có mỗi cái cổ phiếu nãy mình có nói với anh chị thôi, là cái gì MSH thì đấy nhé, thì là cho điểm mua bùng nổ trong phiên nhé, nó mỗi cổ phiếu này thôi nhé. Các anh chị có thể xem lại. Đó. Mấy cổ phiếu này không phải đâu nha, mấy cổ phiếu nó đang chạy chạy nước rút ở phía trên rồi nhé. Đây N đây mấy hát là cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ này nhé. Mấy SGT nhé, SGT có hai cổ phiếu nó cho điểm mua bùng nổ thôi. Còn các cổ phiếu mà chúng ta cần quan sát nhé, bởi vì chúng ta cần quan sát tất cả các cổ phiếu kiệt khối lượng. Tuy nhiên là mình thấy là những cổ phiếu mà nó cạn cung hoặc là nó test cung rồi thì nó sẽ có cơ hội chạy tiếp rất là nhanh. Thì anh chị có thể theo vào đây này, anh chị bấm vào đây này, anh chị chọn này. Đấy, đây là các cổ phiếu đấy nhé.
Ví dụ MWTL các thứ này thì anh chị xem đây. Như thì mình sẽ lướt cho anh chị một chút ở trong này này. Kiệt khối lượng này, test nhá, đúng không? Sắp xếp theo ngành nhá cho anh chị xem nhá. Đấy. Thì cái đầu tiên là sẽ có cục thế di động này. Đây vẫn là trong cái vùng sideway của nó nhá. Thì đây là nó có các cái điểm test cung này, anh chị thấy này, đúng không? Đây là một điểm test cung kéo xuống được kéo lên khối lượng thấp thì cổ phiếu nó rất dễ là nó chạy tiếp nhá. Đích cạnh thế này, đích này là sau cái nhịp vượt khỏi nền rồi này, rũ xuống này, hôm nay test cung này cũng rất là dễ chạy tiếp nhá. IDG này nhá, cũng IDG này cũng thế nhá, đây là cái nền mình thu nhỏ một chút cái để tập. Đấy, chị thấy cái nền nó chạy rất đẹp không? Ngon không? Cả cái đoạn này thẳng tắp trên MA10, nên chị thấy cả cái nhịp này khi mà phiếu chạy đúng không? Từ đây đến đây này, ngon thế đúng không? Nó có những cái rớt hai phiên bán ra thôi, xong lại test cung thì những cổ phiếu này thông thường có thể nó sẽ tích lũy thêm hoặc nó sẽ chạy nhé. Nó như thế đấy, rất là đẹp. IDG này kiếm một nhịp rất ngon. NTL thế nhá, NTL thì nó vẫn nền này, vượt nền này, rơi xuống này, đây là một test cung ba nhé, ok vẫn chạy tiếp được nhé. Đấy thì anh chị quan sát các cái dòng đấy, SRA này thì bỏ qua đi, CKG này thì nó chạy quá rồi nhé. Cái dòng này dịch vụ bất động sản này thì cũng không nên ưu tiên cho lắm nhá. Thực ra trong cái danh sách này này thì các anh chị là xem như nên ưu tiên vào những cái dòng mạnh thôi nhá, nên ưu tiên những cái cổ phiếu mà quen thuộc ạ, đừng mua những cổ phiếu mà nó hoặc là hình mẫu của nó xấu quá thì chúng ta không nên mua, hoặc đồ thị của nó lùng củng quá thì không nên mua. DPM thế nhá, DPM các anh chị thấy đó. Và rũ này, nay là khối lượng nó giảm rồi nhé, rất là ok nhé. Đấy, CSV nhé, CSV thì chạy rất là mạnh rồi, nhưng nay là một test cung ba khối lượng thấp như này nó chạy tiếp được nhé. Đấy thì chị quan sát những cổ phiếu này, DGC nó chạy nhiều quá rồi thì thôi nhé, nhưng mà nó là một cái nến cũng đẹp đấy. RE nhé, RE nhé, sau khi vượt nền này, đây là cái nền cũ này, chị thấy đúng không, chạy lên thì nó tích lũy lại thôi, kiệt vô nó chạy tiếp nhé. Ok, RE rất là đẹp. Đấy. NAF nhé, NAF thì xấu hơn, khối lượng vẫn hơi cao. BCC nhé, BCC thì đang tích lũy ở vùng này sau khi đây nó được nền một này, nền hai này, đấy rất đẹp. VOS thì chạy rồi nhé, không theo được. BC1 thế nhé anh chị nhé, BC1 đây là một cái nền này, một nhịp rũ này, các anh chị thấy sau khi rũ này test cung lại phát này đúng không, kéo lên chạy luôn này đúng không, đây kéo lên này, F-trust này điều chỉnh này, lượng thấp này có thể nó sẽ tích lũy thêm rồi nó chạy nhá. Thì đây là các cổ phiếu rất là đẹp nha anh chị, theo dõi những cổ phiếu này. Ok, các anh chị có những cái câu hỏi nào thì các anh chị vui lòng comment phía dưới thì mình sẽ làm các cái video giải đáp. Ok, cảm ơn các anh chị, hẹn gặp lại, chúc các anh chị buổi tối vui vẻ.